kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin vụ việt á quỷ biến hóa thành trẻ thơ chuyện quan chức khi làm tiền thì dùng đủ cách để bùa vây con mồi nhưng khi ra trước vành móng ngựa thì bỗng hóa thành những người ngây ngô làm cho thiên hạ phải ngán ngẩm có thể nói nguyên nhân của mọi nguyên nhân là do cơ chế mà ra có ý kiến đổ lỗi cho những người đưa hối lộ cho rằng họ làm như vậy là hư quan chức nhưng hãy đặt câu hỏi nếu không đưa hối lộ thì doanh nghiệp có được yên ổn làm ăn hay không? Ông ta tỏ ra rất ngây ngô như trẻ con vậy. Sắp tới đây sẽ xét xử vụ án Việt Á. Vụ án này có thể nói sẽ làm cho xã hội vô cùng phẫn nộ. Bởi hơn ai hết khi mà thấy đồng bào chết không kịp chôn mà nhẫn tâm ra tay chấn lột quả là kinh khủng. Đây là tội ác chứ không thể gọi đơn giản là sai phạm. Mặc dù Cộng sản thì hay tưng hô chủ nghĩa anh hùng họ hay theo dệt đủ các loại thể loại anh hùng cách mạng mặc dù vậy thực tế cho thấy những quan chức ngày nay tỏ ra hèn hạ đến không thể tin nổi quan lớn đến quan bé khi gặp dân thì hét ra lửa nhưng khi đứng trước vành móng ngựa thì lại khóc như trẻ con vậy khi thấy tiền thấy quyền lợi thì họ lại tranh nhau làm ăn khi ăn thì phải chịu trách nhiệm thì họ lại trốn tránh khi bị buộc tội không thể chối cãi thì họ tự nhiên hóa thành trẻ thơ rất ngây ngô rất dại khờ như những đứa trẻ lên ba, lên năm vậy. Ông Trung Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, bị đề nghị truy tố với buộc tội sai phạm gây thiệt hại gần 19 tỷ đồng trong vụ Công ty Việt Á nâng khống giá thiết xét nghiệm Covid-19. Trong lời khai với cơ quan điều tra, ông này đã ngây ngô nói rằng ông có nhận một cái túi nhưng không biết bên trong đựng 200.000 đô la. Việt Á là vụ quan chức bủa lưới chấn đột người dân trong nước còn vụ chuyến bay giải cứu là quan chức tung lưới để vét tiền đồng bào ở nước ngoài nơi nào có thảm họa thì nơi đó người của đảng có cơ hội để mà kiếm trác nếu dư luận không đủ mạnh thì không biết những tội ác này có bị khởi tố ra hay không nữa họ là những người biết dựa vào thiên tai để mà gây thêm nhân họa cho người dân cả nước để việt á có thể làm hại được hàng triệu người thì báo chí tuyên truyền của nhà nước cộng sản việt nam đã đóng một vai trò rất lớn chính VTV và các đài báo lớn nhỏ đã ca tụng Việt Á, ca tụng kết quả bộ nghiên cứu bộ kit xét nghiệm của Học viện Quân y hết lời. Có phải bộ máy tuyên truyền khổng lồ của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng tham gia vào mâm tội ác này hay không? Nếu nói Trung Ngọc Anh là quỷ hóa trẻ thơ thì bộ máy tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng là quỷ, nhưng nó tự biến thành vô can. Cho tới nay, cơ quan điều tra chưa từng sở gáy bất kỳ một tờ báo nào một nhà báo nào đã từng viết bài và làm phóng sự để mà ca ngợi kit xét nghiệm của Việt Á. Thật mỉa mai cho cái gọi là vì dân. Vì dân vì cái gì? Khi mà nhân dân bị dịch bệnh, họ cũng không thà. Vì dân là cái gì? Khi ngay cả nhìn thấy quan tài chất đống, họ cũng không động lòng. Đừng nói vụ Việt Á là con sâu làm giàu nổi canh. Vụ Việt Á cùng với vụ chuyến bay giải cứu cho thấy tâm địa tàn nhẫn của người Cộng sản không phải chỉ có một vài cá nhân sai phạm mà là hàng loạt họ sai phạm có hệ thống. Bất kỳ ai ở trong hàng ngũ của quan chức mà có liên quan thì đều tham gia nhiệt tình. Không biết ông Trọng và đảng của ông ta làm trong sạch như thế nào đây? Cái đáng sợ của người Cộng sản là họ rất giỏi trong việc dựa theo thiên tài để mà tạo thêm nhân họa. Từ thiên tai lũ lụt cho đến dịch bệnh đầu đầu cũng như thế. Với bản chất như vậy thì không biết ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng sẽ làm trong sạch vững mạnh đối người lãnh đạo của đảng của ông như thế nào đây? Ai nặn ra Nguyễn Thanh Long là câu hỏi được đặt ra, đó chính là đảng. Và ai nặn ra Trung Ngọc Anh thì nó cũng là đảng. Và còn nhiều người khác nữa. Ngày nào còn đảng lãnh đạo thì cũng sẽ còn có những Nguyễn Thanh Long, những Trung Ngọc Anh khác trồi lên để mà thay thế, không khác được. Quý vị, và các bạn phải theo dõi chương truyền hình trực tiếp với bản tin vụ Việt Á quỷ biết hóa thành trẻ thơ. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung khoa Thời báo.d. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin vừa lý đòn vừa toàn tính, thủ tướng khiến huệ trọng như húc đầu vào đá vậy. Vụ án Việt Á và chuyến bay giải cứu là hai vụ án kéo dụng rất nhiều nhân vật lớn, trong đó có hai người là ủy viên Bộ Chính trị, đó là ông Phạm Bình Minh và ông Nguyễn Xuân Phúc. Nếu nói hai vụ án kia có liên quan đến vai trò lãnh đạo của chính phủ của ông Nguyễn Xuân Phúc, thì ông Phạm Minh Chính cũng phải chịu trách nhiệm chung như vậy. Bởi vụ án này kéo dài qua hai nhiệm kỳ của hai thủ tướng, tuy nhiên ông Nguyễn Xuân Phúc thì dụng, còn ông Phạm Minh Chính vẫn không hề hấn gì. Bộ Công an đã không khai thác được gì từ nhóm cựu lãnh đạo tại Quảng Ninh. Vụ Việt Á và chuyến bay giải cứu được xem là hai cơn cuồng phong quét qua chân trụ thủ tướng. Nhưng chân trụ này vẫn vững. Vì thế có người cho rằng ông Phạm Minh Chính rất lì đòn. Lì đòn là phẩm chất của đấu sĩ, là phẩm chất của gà trọi. Ai không có yếu tố này thì rất dễ bị đò ván. Ngoài bản chất lì đòn, ông Phạm Minh Chính còn có sự toàn tính hơn người cho đến nay ông Tổng Bí Thư cho Tô Lâm chuẩn bị lực lượng khoét sâu vào Quảng Ninh nơi được xem là có rất nhiều hàng cài của ông Phạm Minh Chính để lại. Tuy nhiên, ông Linh Văn Nơi đến đây đã tròn một năm và lập chiến công khá nhiều, nhưng vấn đề chính vẫn chưa đi đến đâu cả. Vụ IC tại Quảng Ninh vẫn dậm chân tại chỗ, không có tiến triển gì nhiều. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là nhân vật quyết định sinh mệnh chính trị của ít nhất hai nhân vật trong tứ trụ để đánh vào thành trì của ông Phạm Minh Chính tại Quảng Ninh có hai con đường. Thứ nhất là bắt được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Thứ nhì đó là tấn công vào nhóm cựu lãnh đạo của tỉnh này. Những người đã từng tạo ra và ra điều kiện cho bà Nhàn trúng thầu. Nhưng cả hai cách này đều đang gặp cản trở rất lớn. Nếu là thường dân thì dù chưa đủ bằng chứng, ông Tô Lâm cũng cho lính bắt người, rồi đưa vào phòng điều tra thực hiện các biện pháp nghiệm vụ như lừa dối, ép cung, nhục hình, trà tấn thì họ sẽ có được lời khai như ý của mình. Tuy nhiên, đây lại là cựu quan chức, những người từng trải trong chính trường đầy trò bí ẩn, thì Tô Lâm không dám làm liều. Bởi những ông cựu quan chức này tuy đã hết quyền lực, nhưng họ vẫn có thể dựa. Cho nên, muốn bắt trước để khai thác sau là không thể. Vào ngày 15 tháng 7 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã đề nghị tỉnh Quảng Ninh làm rõ trách nhiệm của cựu lãnh đạo tỉnh này Điều này cho thấy Bộ Công an đang bế tắc. Trong số lãnh đạo đương nhiệm của Quảng Ninh có không ít người được tiền nhiệm nâng đỡ, chọn lọc. Liệu có làm làm rõ trách nhiệm của sếp cũ của họ hay không? Hơn nữa, sếp cũ của họ đã đang được người của chính phủ bảo vệ. Được biết, C03 đã từng về Quảng Ninh làm việc lấy lời khai của nhiều vị lãnh đạo tỉnh này bao gồm ông Nguyễn Văn Đọc, cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Đức Long, cựu chủ tịch tỉnh, ông Nguyễn Văn Thành và bà Vũ Thị Thu Thủy cùng là cựu phó chủ tịch. Ông Nguyễn Văn Minh, nguyên giám đốc Sở Tài chính, ông Trần Đức Lâm, nguyên giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và ông Vũ Xuân Diện, nguyên giám đốc Sở Y tế. Tuy nhiên, C03 cũng chẳng cậy được gì và sau đó thì cơ quan này lại đẩy trách nhiệm điều tra cho lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đương nhiệm. Quả là bế tắc. Ông Phạm Minh Chính vẫn như hòn đá tảng vậy trong trò chơi này chưa thấy hành động phản công của phe ông thủ tướng. Ông thủ tướng chỉ có thủ và thủ. Tuy nhiên kiểu phòng thủ của ông Phạm Minh Chính là có toàn tính, có độ lì. Nên Bộ Công an muốn tấn công vào thì cứ như húc đầu vào đá vậy. Mới có nhiệm kỳ mà đã dùng beng chia ghế, cánh ong ve thì đã gần như có ghế rất sớm, nhưng ông chúa thì vẫn chưa yên vị. Từ nay cho đến năm 2026 là thời gian khá dài để mà ông Vương Đình Huệ thúc ông Tổng Bí Thư hạ bệ kẻ thủ lớn. Cho đến nay vẫn chưa thấy có tín hiệu nào khả quan để phe ông Tổng có thể khoan thủng được tuyến phòng ngự của ông Thủ tướng cả. Còn hơn 2 năm nữa là đến đại hội đảng lần thứ 14, nếu ông Phạm Minh Chính cứ lì đòn như thế này và cộng thêm phần toan tính cẩn thận thì có thể trụ được trước nhóm Huệ Trọng mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin vừa lì đòn vừa toan tính thủ tướng khiến Huệ Trọng nhúc đầu vào đá vậy. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm